Vị, trước khi mình vào bài tập, các vị có muốn nghe mấy ngày đi thiền của tôi kể cho vị nghe không? Muốn nghe không? Dạ, em chào cô ạ. Dạ, vâng. Dạ. Alo. Các vị có muốn nghe? Dạ, có ạ. Vâng. Thì có lẽ anh nói cũng khoảng 10 phút ha. Thì đầu tiên là tôi giữ cái khóa thiền ở thiền viện Pháp Sơn ở rừng Nam Cát Tiên ở Đồng Nai của Ni Sư Hằng Liên. Thì cái điều mà thứ nhất á, khi mình giữ khóa thiền á, thì không biết vị sao nhưng mà tôi nghĩ là cái điều cũng là một trong những cái điều quan trọng, là cái điều kiện trong cái khóa thiền, cái tiện nghi trong khóa thiền. Thì mỗi người được một phòng, mỗi người được một cái phòng riêng, tuy cái phòng nhỏ nhưng mà nó rất là riêng biệt, rồi đầy đủ, có cái giường, cái đệm cứng, có ra, có gối, có mùng chăn, có quạt, có một cái đèn, có một cái kệ, và họ xây dựng là ba người thì sử dụng chung một toilet, nóng nước lạnh, đó là tương đối cái điều kiện rất là đầy đủ. Và cái phòng thiền á, là lần này thiền khoảng gần trên 300 người, nhưng mà quý vị biết là cái phòng thiền ngồi cách nhau, mỗi người cách nhau khoảng gần nửa thước, nhưng mà cũng còn rộng, rất là thanh thang. Buổi trưa từ 1 giờ cho đến 3 giờ thì họ mở máy lạnh, sau 3 giờ, 5 giờ thì những cái thời gian khác thì họ mở cái cửa, nó có lưới cho thoáng. Và dĩ nhiên là ăn chay hoàn toàn buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Nếu ai mà thọ bát quan tam giới ngay từ đầu á, ngay từ đầu khóa thiền là cô cho thọ tam quy, thọ bát quan tam giới, thì nếu ai thọ thì không ăn chiều, còn nếu ai vừa ngủ giới thì được ăn chiều. Và ăn chiều rất đơn giản, cho được một củ khoai, chỉ là quả chuối thôi. Nhưng mà mỗi chiều thì mỗi người được một ly nước chanh muối nóng. Và thức dậy từ 4 giờ rưỡi, thức dậy từ 4 giờ. Bây giờ hành thiền bắt đầu từ 4 giờ rưỡi cho đến 9 giờ rưỡi tối. Trong cái khoảng thời gian có nghỉ ngơi, có một chút thời gian nghỉ và làm những công việc linh tinh, nhưng mà tính ra là ngồi thiền một ngày quý vị phải ngồi tính ra là 10 tiếng. 10 tiếng thì 3 ngày rưỡi đầu thì sẽ tu theo thiền chỉ, là theo dõi hơi thở ra vào dưới mũi, trên môi. Còn 6 ngày rưỡi còn lại thì thiền Vipassana, là quan sát cảm thọ trên thân. Thì tôi kể cái trải nghiệm thiền của tôi một chút cho quý vị nghe. Khi cái ngày đầu mà tu thiền chỉ thì phải nói là tôi ở nhà là bị chật tật nhức chân, mà tôi ngồi thiền thì lại tê chứ không nhức. Nhưng mà khi vào đó ngày đầu tiên, cái chân tôi, nhất là cái chân phải, nó cực kỳ đau, xoay trở đủ kiểu suốt cả ngày mà cái chân nó vẫn đau. Và cái khóa thiền quý vị biết khoảng chưa tới 10 người già, còn 300 người mà chưa tới 10 người già, còn hầu hết toàn là người trẻ. Thế mới biết là người trẻ
thời đại này coi như là cũng rất nhiều phước báo. Yeah. Họ đi tu tập rất là nghiêm mật. Yeah. Thì khi mà mình già thì mình ngồi, nghĩa là cái sư cô là không nhận trên 60. Sư cô bảo người mà già tu rất là khó tu. Ngồi thì không ngồi quen và cũng là nhiều chuyện. Nhưng mà không hiểu sư cô ra tới, nhưng mà không hiểu sao cái khóa thiền này lại có gần 10 người trên 60, trong đó có tôi. Vâng, thì do là mình già rồi mà mình không quen ngồi nên cực kỳ đau. Và do những cái huân tập bất thiện của mình, và đồng thời cái ăn uống có nhiều, dĩ nhiên nhiều chất độc, nên nó không thể mà nó không đau được. Nó đau khủng khiếp. Người trẻ thì họ có lẽ họ đau, nhưng mà nghĩa là không ai không đau. Thế mà cả một cái ngày hôm đó tôi không thể nào mà chú tâm vào đề mục. Nhưng mà có những lúc thì tôi bảo là tôi nói với cái thân tôi, thôi cứ đau đi, chỉ để tôi chú tâm vào cái đề mục, cái hơi thở ra vào. Đau thì vẫn đau mà tâm thì phải chú vào hơi thở. Đến ngày thứ hai thì cơn đau giảm khoảng 30%. Ngày thứ ba thì giảm thêm 10% nữa. Nhưng đến ngày thứ tư thì đến 3 giờ chiều ngày thứ tư thì bắt đầu là vào thiền Vipassana. Lúc đó là 3 giờ 15. Và biết bị biết khi vừa bắt đầu mà sư cô giảng cách quán sát theo thiền Vipassana thì cái cơn đau tôi nó trỗi dậy, mà nó khủng khiếp, chưa bao giờ mà đau kinh khủng như thế. Nó đau như là có con gì nó bò tới bò lui, như là có hàng ngàn mũi kim mà nó châm, mà nó nhức không thể tưởng tượng, mà nó nhức cho đến 9 giờ tối. Khi mà ni sư vừa dứt một cái thời pháp thì cái cơn đau nó như nó nhìn vào tôi mà nó cười vậy đó. Tại vì tự nhiên lúc đó là cái cơn đau nó hoàn toàn biến mất, như nó chưa bao giờ nó đau cả. Và qua hôm sau thì có một thời trình pháp. Thì việc trình pháp sẽ diễn vào ngày thứ ba và ngày thứ năm, thứ sáu trong khóa thiền. Thì ni sư trình pháp một lúc 10 người, rồi hỏi từng người cách cảm nhận trong lúc thiền của mình. Và khi mà tới tôi trình pháp thì tôi nói, thứ nhất, ngày đầu tiên khi tôi đau như vậy thì mình đọc thì nhiều, mình lý thuyết thì cũng nhiều, thì lúc đó mới nhận rõ ra đúng là có thân là có khổ, khổ vô cùng luôn. Mà thứ hai, khi mà nhận thấy rằng là cái thân nó đau từ 3 giờ 15 cho đến 9 giờ thì nó hoàn toàn biến mất cái đau, thì ngay lúc đó mình chợt nhận ra cái sinh diệt của cảm thọ, nghĩa là cái sinh diệt của các pháp. Các pháp nó khởi lên rồi nó diệt đi, và nó đến rồi nó tự đến rồi nó tự đi, mà mình chỉ ngồi mình nhìn nó, mình cũng không thể làm được gì. Và điều thứ ba thì tôi mới thưa sư cô là khi tôi nhận thấy cái tâm tôi nó đau, cái thân tôi nó đau, thì cái tâm tôi nó sân. Dĩ nhiên khi mình đau thì mình cứ co cái chân vào, mình co chân ra, nghĩa là khi mình co vào co ra có nghĩa là cái tâm của mình nó muốn đuổi cái đau đi, cái tâm nó bất an vô cùng mà nó sân. Thì tôi nói là khi vì tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng tôi nghĩ đến cái ngày cận tử nghiệp, mà khi cận tử nghiệp đến thì cái tứ đại tôi tan rã, thì chắc chắn cơn đau tôi nó sẽ gấp ngàn lần cái đau của cái chân tôi bây giờ. Mà làm sao nếu bảo là có phước báo ba la mật thì sẽ ra đi trong an bình, làm sao mình biết mình có hay không có, mình có nhiều hay ít, làm sao mình biết được? Thì lúc đấy tôi hỏi ni sư rằng con làm thế nào để con tách tâm con ra khỏi thân, để cái thân con đau nhưng tâm con vẫn an nhiên. Vì lúc đó nếu mà con sân lên thì chắc chắn con sẽ rơi vào khỏi khổ. Thì uống một đời người, thì sư cô nhìn tôi, xong sư cô mới trả lời rằng nếu muốn tách tâm ra khỏi thân thì
phải tu tiếp lên cái khóa cao hơn. Khóa cao hơn mới làm được việc này. Và ở bên đó nó có ví dụ ba khóa thiền 10 ngày rồi một cái khóa phục vụ, thì lên cái khóa thứ tư gọi là cái khóa gọi là một khóa nữa gọi là khóa sati. Thì sư cô bảo lên cái khóa đó thì mình học nhiều hơn, mình sẽ hiểu cái cách để cái tâm và cái thân mình có thể tách ra được. Thì trong cái học trong cái khóa thiền này thì cái khoảng tối từ 8 giờ từ 7 giờ 8 giờ 6 giờ 7 giờ thì từ 7 giờ trở đi cho đến 8 giờ gần 9 giờ thì là một khóa pháp của sư cô. Sư cô dạy rất là hay. Khi mà sư cô nói đầu tiên thì muốn bước vào một cái khóa thiền nghiêm túc thì chúng ta phải có giới, định và tuệ. Và quý vị biết là khóa thiền này là khi bước vào là đã thu toàn bộ điện thoại, thu ngay điện thoại và tiền bạc gì thì mỗi người được một cái ví. Rồi trong cái ví đó, có ngoài ví nó có một cái số, rồi mỗi người sẽ giữ một cái số đó để khi về nhận lại. Và cái điện thoại và tất cả được giữ cho đến ngày về là khi 8 giờ quý vị lên xe về thì là 7 giờ rưỡi. 7 giờ kém 15 đến 8 giờ thì mới trả lại cho cái điện thoại. Thì hoàn toàn là tình khẩu không được phép nói. Vâng, 300 người mà im như tờ chỉ trừ đi tình thẳng một tiếng ho, một tiếng húng hắng. Và cái giới là quan trọng nhất. Vì không nói thì đang sư cô mới giảng về bát chánh đạo là giới có chánh khẩu thì chánh nghiệp và chánh mạng. Thì khi mà trong khóa tu không được nói thì mình chánh khẩu rồi, là mình giữ giới mình chánh khẩu rồi. Còn chánh nghiệp, trong chánh nghiệp thì có khẩu nghiệp, thân nghiệp và ý nghiệp. Thì cái khẩu nghiệp là không nói rồi nha. Còn cái thân nghiệp là không được nhìn, không được cười, không được đụng chạm, không được khều, không được gì hết, là mình giữ được cái thân nghiệp rồi. Còn cái ý nghiệp thì khi mình vào mình ngồi thì cái tâm mình luôn luôn phải theo dõi đề mục. Thế là cái tâm mình nó bớt vọng tưởng, thế mình đã giữ được ý nghiệp. Còn chánh mạng thì khi mình ở ngoài đời không biết làm gì, nhưng mà khi mình vào khóa thiền thì cái thực phẩm mình ăn là do cái khóa thiền trước người ta cúng dường lại cho khóa thiền sau. Khóa thiền sau thì khi cái người người ta cúng dường, phát tâm cúng dường thì người ta nghĩ rằng là người thứ sau đến sẽ coi như là nhận được cái thực phẩm này với cái tâm tu học, tâm tu tập. Vì thế mình đã giữ được cái chánh mạng rồi. Và về định thì có chánh tinh tấn, chánh định và chánh niệm. Thì cái chánh tinh tấn sư cô nói dù muốn hay không thì cũng buộc phải tinh tấn. Thì vì cái đúng thời khóa thì đi vào, rồi đúng giờ thì đi vào, đâu có làm thế nào mà coi người ta vào mà mình ở ngoài. Tức là phải tu theo đại chúng thì tất cả phải tinh tấn rồi. Thế chánh định thì tâm luôn luôn đi theo đề mục, nên tâm luôn luôn an trú trong định. Và chánh niệm là phải luôn ghi nhớ đề mục. Còn tuệ và tuệ thì có chánh kiến và chánh tư duy. Thì khi đầu tiên vào tu thì sư cô coi như là cho quy y Tam Bảo, và sư cô giảng là chúng ta tu phải nương theo Tam Bảo, theo cái hạnh lành và ân đức của Đức Phật và theo quy luật của vũ trụ, có nghĩa là theo pháp bảo và theo tăng đoàn, là theo sự hướng dẫn của tăng đoàn, của tăng chúng. Thế là nó có chánh kiến. Còn cái chánh tư duy, chánh tư duy là sư cô cho một cái bài, một cái câu chuyện kể mà mình tôi chỉ ghi nhớ được một số việc thôi, là nói về quý vị vẫn nói là nói về văn tư tu, là nói về cái câu chuyện về Đao Bao Tử. Thì sư cô nói có bốn từ Đao Bao Tử, bốn từ tận cùng bằng tiếng Anh bằng chữ Y là worry, angry, busy và hurry. Rồi thì cái người này khi Đao Bao Tử đi bác sĩ thì bác sĩ cho toa thuốc và khuyên về thì tránh bận tâm, tránh giận dữ, tránh bận rộn,
tránh vội vàng. À, thì cái người này khi đi về, đem toa thuốc về thì xem toa thuốc, nhưng mà vì công việc vẫn tiếp tục giữ bốn việc điều đó, vẫn bận tâm, vẫn giận dữ, vẫn vội vàng, vẫn bận rộn. Đó là văn, là chúng ta chỉ đọc thôi đó, lý thuyết. Thứ hai là cái người thứ hai nhận cái toa thuốc và lời khuyên thì về thì uống thuốc theo đúng theo lời của bác sĩ dặn, nhưng công việc vẫn cuốn hút, vẫn worry, vẫn angry, vẫn busy, vẫn hurry. Đấy. Và cái người thứ ba thì nhận toa thuốc mà nhận lời khuyên bác sĩ thì về thì uống thuốc đúng và điều chỉnh, à, điều chỉnh cái công việc của mình, điều chỉnh cái sự giận dữ của mình, điều chỉnh cái sự vội vàng của mình, sự bận rộn của mình, à, điều chỉnh lại theo lời khuyên của bác sĩ. Thế thì cái người thứ nhất là cái người học lý thuyết là văn, người thứ hai là người tư, là cái người vừa học nhưng mà có tư duy, và người thứ ba là tu, nghĩa là người này vừa học vừa hành và có như là người này có tu. Thì đó là chấm tư duy, và tôi nhớ rất rõ cái bát chấm đạo mà sư cô, và trong khóa này sư cô dạy đủ cả bát chấm đạo, cả tứ diệu đế, cả duyên sanh, cả tam tướng, cả một số câu kệ pháp cú. Tuy nhiên có nghĩa là nếu các vị mà tham dự khóa thiền thì các vị có một chút pháp học, thì khi mình nghe sư cô giảng tới đâu thì coi như là mình hiểu rõ ràng thêm tới đó. Và sư cô hướng dẫn là sư cô nói là phải tỉnh giác. Cái điều quan trọng trong khóa thiền là phải tỉnh giác. Cái tỉnh giác là gì? Là nhìn ra cái đau khổ của cái thân và cái tâm nó luôn luôn vọng tưởng. Thì nhiều người trình pháp với sư cô nói là họ không lúc nào cái tâm họ được yên, không nghĩ chuyện này họ nghĩ chuyện khác, không làm thế nào tâm họ yên được, thì cái tâm luôn vọng tưởng. Thế thì mình phải tỉnh giác và hiểu được cái định luật vô thường, hiểu được các pháp sinh rồi diệt. Và khi hiểu được các pháp sinh rồi diệt thì như là mình nhấc cái chân, mình hiểu pháp nó sẽ sinh và diệt, thì mình không phản ứng với nó, là nó sanh lên rồi nó sẽ biến đi. Lúc đó mình giữ được sự quân bình và buông xả, không chấp thủ. Thì sư cô giảng không phải là trong cái pháp răng sư cô giảng, tại vì nhất rất nhiều người trẻ ngày nay, và người trẻ ngày nay khi họ tham dự là thường thường là họ bị trầm cảm. Những người họ trầm cảm rất nhiều, họ mới tham dự thì sư cô mới dạy là áp dụng cái thiền này trong cái cuộc sống đời thường. Và khi cái tâm quân bình, tâm không chấp thủ, tâm không dính mắc, thì khi trong bất cứ tình huống nào thì giữ được tâm bình thản, không phản ứng. Mà khi không phản ứng thì bớt sân hận, mà bớt sân hận thì đỡ gieo khổ cho mình, cho người thân và cho những người quanh mình. Và cái lời lạc trong khóa thiền này tôi nhìn thấy rõ là thứ nhất, cái thân ngủ ẩn này đầy khổ đau và cái tâm đầy vọng tưởng. Thứ hai, học được bài pháp của sư cô. Và thứ ba, không hiểu người khác nào, nhưng vì tôi là già thì đã cũng ngồi hơi mới nhìn, tại vì không được phép nói chuyện với vị biên, thành ra hầu như không có một cái tiếng ồn, một cái tiếng động nào xảy ra, trừ việc ho, việc hắt hơi. Và có hai sư cô hộ và là bốn vị cư sĩ gọi là người hậu thiền. Thì khi quý vị cần bất cứ việc gì thì có một cái tờ giấy nhỏ, quý vị cứ viết vào tờ giấy và đưa cho người hậu thiền thì họ sẽ giúp quý vị trong tất cả những việc, từ quý vị muốn mua cái gì hay là quý vị thắc mắc điều gì đó. Thì khi mà ngồi nhìn cái sư cô, hai sư cô, ví dụ hai sư cô đem bình nước đến cho ni sư, hay là hai sư cô làm việc gì, thì quý vị đứng, mình nhìn cái bước đi của các vị đó vô cùng chánh niệm. Và khi quý vị cầm một cái bình nước, quý vị đặt xuống bàn, nó có cả một cái sự kính trọng, kính trọng bậc đạo sư, kính trọng thầy tổ, một cách trân trọng, nhẹ nhàng, coi như là nghiêm túc và chánh niệm
và mọi việc nó đều có cái sự đầy đủ, nghĩa là vừa đủ. Cái tôi nhìn đấy mà tôi tự nhiên tôi thấy trong lòng là mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà mình chưa học được một điều gì ở trong cái điều đó cả. Và đó là cái học phần thân giáo. Và khi về mình làm cái điều gì nghĩa phục chạc về thì bây giờ mình làm cho nó nhẹ nhàng hơn, mình sống cho nó hạnh phúc hơn, mình sống một cách nó hài hòa hơn với con cái mình. Nhiều cái hay đúng quý vị. Và tôi chỉ nói một điều là cái việc việc nào mà còn trẻ thì chúng ta nên tham dự cái khóa thiền để chúng ta học học cách sống trong cái cuộc đời này sống tốt hơn, và lúc đó mà thấy cuộc đời mình con người thật là quý báu. Nhưng mà có một điều là họ chỉ nhận người dưới 60. Không hiểu là sư cô mới nói cho trong trong cái khóa thiền tự nhiên có một ông 70, ông phát biểu nhiều cái rất là hay. Mà tôi và mấy người nữa thì sư cô mới nói là ngộ ha, sư cô ra lệnh là chỉ dưới 60 thôi mà sau cái khóa thiền này lại thêm có vài vị ở trên 60 tuổi. Và có một cái khóa thiền quý vị nào muốn trải nghiệm thì mời quý vị lên cái website của Thiền viện Pháp Sơn ở Đồng Nai, thì quý vị sẽ thấy có một khóa thiền một ngày vào ngày 2 tháng 10 tới này, ở chùa Vĩnh Nghiêm quận 12, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều, coi như là pháp thiền một ngày. Mình trải nghiệm thử coi một ngày mình ngồi với cái thân tâm mình xem coi mình như thế nào, trải nghiệm thử một ngày xem nha quý vị nha. Vâng, đấy là những gì mà còn rất là nhiều nhưng mà thấy thôi là đơn giản, đây là những cái điều mà tôi đúc kết lại một chút xíu. Rồi thế thì năm bài tập tôi cho quý vị làm xong hết chưa? Cái bài Đức Phật Đản Sanh thì tôi nghĩ rằng là một vị nào đó có thể tự dịch. Nếu mà quý vị muốn thì quý vị dịch dịch để tôi nghe rồi xong bạn bằng sửa từ từ tôi cần sửa, hay là tôi lại dịch cho quý vị như ngày xưa thì cho ý kiến. Vị nào cho ý kiến đi. Cho ý kiến từ đàn văn vì tự dịch hay là tôi là dịch lại như là mọi việc bình thường. Cô dịch đi ạ. Vâng rồi. The birth of the Buddha, dịch là Đức Phật Đản Sanh. Gautama Buddha, the father of what came to be known as Buddhism, lay in northern India in the 6th century BC. Đức Phật Gautama, bậc sáng lập ra Đạo Phật, sống ở vùng Bắc Ấn vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. He was born at Lambinipa, Nepal, on the full moon day of Vaisakh May, in 623 BC. Ngày ra đời tại công viên Lambini ở Nepal vào ngày rằm tháng Vesak năm 623 trước công nguyên. He was the son of the king Suddhodana Ekimahamaya. Ngài là phụ thân của ngài là vua Suddhodana. Và mẹ của ngài là hoàng hậu Maya. His personal name is Siddhartha, which means wish fulfilled, and family name is Gautama. Và tên của ngài là Siddhartha và có nghĩa là nguyện vọng viên thành, và họ là Gautama. The name Buddha was given to him after he attained enlightenment and realized the truth. Sau khi ngài giác ngộ và nhận ra chân lý thì ngài có danh hiệu là Đức Phật.
Buddha is a Pali word which literally means the knower or the awakened one or the enlightened one of the four noble truths. Buddha là một từ Pali mà có nghĩa nguyên thủy, có nghĩa là bậc hiểu biết, bậc tỉnh thức hay là bậc giác ngộ. Giác ngộ về tứ thánh đế. The awakened one is a person who has already awakened from the sleep of ignorance. Và bậc tỉnh thức là người đã thức tỉnh khỏi cái giấc ngủ vô minh. After the birth, the king invited a Brahmin to predict the prince's future. Sau khi Đức Phật, đản sanh thì nhà vua mời 8 vị bà la môn tiên đoán tương lai cho Đức Phật. The youngest Brahmin Kondanya raised one finger and predicted precisely that the prince would certainly become a Buddha, while the other 7 raising 2 fingers and prophesied that prince would become either a Buddha or a universal mind. Thì vị bà la môn trẻ tuổi Kondanya đã đưa ra một ngón tay và tiên đoán một cách chính xác rằng vị hoàng tử chắc chắn sẽ trở thành vị Phật, trong khi 7 vị còn lại đưa 2 ngón tay và tiên tri rằng vị hoàng tử sẽ trở thành một là Đức Phật mà hai là bậc chuyển luân vương. Rồi phần comprehension question, do it yourself, có thể tự làm nha. Rồi Kim Mahan Maya, choose the best answer. About 2,500 years ago, in Kapilavastu at the base of the Himalaya mountains, in a place now Nas Khond 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 Now called Nepal, lived the Sakya clan ruled by King Suddhodana. He has 2 ABC, ABCD. ABCD, B. Yeah. Queen Mahamaya. Two wives, hả cô? Nghĩa là two wives. Wife thì sao chị? Nhiều. Nghĩa là hai người số nhiều đó cô. Ờ thì đúng rồi. Mới là bi. Này số ít mà chị. Đúng rồi. Bi đúng rồi, số nhiều nè. Dạ, đúng rồi, em nhìn lộn. Queen Mahamaya and her young sister Gotami, King Suddhodana and his wife were very kind, good people, but they had no tree. ABC. ABCD. No children. Yeah, no children. One night, Queen Mahamaya. I. Trent. Well, yeah. That she was carried by 4 heavenly beings to the Himalaya mountains, where she bathed in the lake and were heavenly. Heavenly. Close. A, B, C, D. C. Yeah. Close.
y phục chư thiên. Còn cloth này là mảnh vải, uniform là đồng phục. Còn cloth này là verb, clothes, y phục chư thiên. And was adorned with flowers. She laid đi on đi A B C D đi đi rồi à, bà nằm trên trên một cái gì nhỉ? Coach là như là một cái hoặc là một cái đi văn hoặc là một cái gì cái trường kỹ và with a similar mountain nearby với trên ngọn núi bạc gần đấy a white elephant anh thì một con voi màu trắng gì xuất hiện appeared holding in each trunk a white flower, and he trumpeted and went around the queen cut tree. Big. Three times, ba lần, yeah. And then disappeared inside her. When she awoke, she told the king. Đi. Yes, đi. Yeah. Đi. Yeah. About the trim. At the time of that trim, the Bodhisattva, one who will become a Buddha, came from a heaven world and became Queen Mahamaya. Child. Đi. Child. Yeah, yeah, đi, yeah, it's very easy, yeah, and grammar thì quý vị, tiếng Việt tôi để sẵn hết rồi, để quý vị cứ đọc, quý vị giờ này thì dễ hiểu, không có gì để phải giải thích đúng không, rồi chúng ta làm bài nha, vâng, a holiday job with a difference, yeah, number one, ai? Would the simple present progressive hiện tại hoặc là present progressive? Yeah. I am studying. À, để cho mấy sư cô làm đi nha quý vị nha. I am. Mời quý vị nào làm thì đánh ra không nói lên thì quý vị đánh vào bài yeah I'm studying English at Exeter University and holiday at the moment and I yeah ooh. Yes, I'm working. Yes, I'm working. Now, in a public library, I'm lucky to have this job. Yeah, I have to. Yeah, không phải vì sớm. The library. No.
Tùy vào cái chat cái gì đó. Yes, happens. Okay. Yes, happens. And poses. Okay. Yeah. Is interest work because always? Because always? Because people? Because people? Is interesting work because people? Yeah. Always coming. Quý vị nhớ ở trong này nó có một cái từ. Yeah. Hành động được lặp đi lặp lại với trạng từ như always forever. À, mà thường thường á, nếu mà nói đúng hơn á thì cái lặp đi lặp lại cô ta luôn giúp đỡ người khác. Nó lại dùng cái thì present continuous present progressive. Yeah. Cái hành động mà lặp đi lặp lại, yeah. mà nó có một cái tính là nhiều khi nó một chút xíu gì phàn nàn thì người ta dùng chữ always, nhưng người ta lại dùng cái thì mà present progressive. Thì thế ở đây chúng ta phải dùng là gì? They, people are on, people are always coming in. Mọi người luôn đi and coming and asking me, yeah, asking me, yeah, because coming and, yeah, mình thấy cái chữ and thì mình nhớ là trước sau nó sẽ chia cùng thì, yeah, mình giống nhau. And asking me to help them. Luôn luôn đến và hỏi tôi giúp đỡ họ. So I learn cũng được mà. Rồi. Vì thế tôi học được rất nhiều về những cái chủ đề và những cái đề tài khác. Yeah. Yeah. Enjoy all hoặc là quý vị có thể dùng I am enjoy cũng được. Yeah. Kiểu giảm mà. And yeah, fine. And fighting is okay. Yeah. Fine. Or fighting is okay. À, và nhận thấy nó rất là thú vị. People use, yes, use the strangest thing. À, dùng những cái vật mà rất lạ lùng đánh dấu trang. Bookmark. I have found a rasher of bacon. Yeah, cả cái lát thịt muối. Oh, passion. Oh, cái tâm này, cái này là bị ấy. Passion uncooked. Cái này đáng lẽ là không có từ. Cái từ cho thì là phải bỏ cái đi này đi. Nếu mà phải gặp là cái kênh cũng chưa được nấu. Nên là phải là uncooked. Yeah.
chưa được nấu, nó còn sống. Này là bị là phải như vậy mới đúng. Rồi tôi bị lọt hết mấy con số, vì chị nha, sửa lại vì nha. Mastic, mastic, cái đánh dấu mà nó thông thường nhất gì? Mastic, is common. Sorry, ở đây nó phải có chữ S đúng, tại vì nhiều việc mà. Mastic ở đây mình dùng A nhé. Mastic. Rồi. Mastic người ta lấy những cái que diêm á, rất nhiều que diêm. Que diêm thì rất là thông thường. Vâng, đây mình dùng A nhé. Sorry. Và đến đó là đến gì? Mấy cái vé của xe bus. Quy sửa giùm tôi nha. À. Sorry quý vị. Mình làm tập không có hết, quay lại mấy lần mình nhìn thấy. Rồi my colleagues là những bạn bạn mà đồng nghiệp với tôi. Dạ. Thì sao? Dạ. Yes. Are always. Fighting. Always fighting, luôn luôn tìm thấy, luôn luôn tìm thấy, như là tờ 10 đô, nhưng mà tôi không may mắn thế, tôi lại thường suy nghĩ về, think. Cái thường suy nghĩ về bức ảnh của một cô gái xinh đẹp. Good. Bức ảnh của một cô gái xinh đẹp. Dạ. Tôi đã nhìn thấy. Và phía sau lưng thì cái bức ảnh đó, nó ghi một cái dòng chữ. I. Yes, I love you. I miss you. I love you, I miss you. And I never forget you. Yeah, it's very easy to understand. Oh. À, trong số những nhà sáng lập tôn giáo, Đức Phật là vị thầy độc nhất, đã không tự xưng mình là ai ngoài là một con người. À. Yeah. Trong số những nhà sáng lập tôn giáo, trong số thì nghe cái chữ trong số nghĩ ngay đến gì? Nếu mà giữa hai người thì là đi trên, còn nhiều người là among. Trong số những nhà sáng lập tôn giáo, mình học những nhà sáng lập là gì? Là gì? The founders of religions tôn giáo. The Buddha là một vị thầy độc nhất, là một bậc đạo sư độc nhất. Words, đây words cũng được mà is cũng được quý vị nha, nó là sự thật hiển nhiên, mà nó là words cũng được, dùng is ok. Is. Only, duy nhất, độc nhất. The teacher. Người mà đã không tự xưng mình. Who? Bỏ cái việc. Who? Tự xưng mình. Did not. Thank. To
other than. Không ngoài ai khác, không là ai khác ngoài là một con người. A human being. Bóc này đi ha. Nó có chạy vô qua cái bài khác. Rồi. Đức Phật tuyên bố tất cả những gì Ngài kính ngộ, đạt được và thành tựu đều hoàn toàn do nỗ lực và trí tuệ con người. Rồi. Tiếp đàn. Stay. On is tiếng ngọt realization tiếng ngọt đạt được enhancement và thành tựu được chi mình achievement. Ai chữ achievement sao? Achievements. Achievements. Yeah. Hoàn toàn stay back on his realization achievements. Hoàn toàn do nỗ lực. Yeah. World. Nỗ lực hoàn toàn completely ngày có được taken by mà ngày có được taken by nỗ lực và trí tuệ con người effort and in the trí tuệ. Mà đây còn có chữ con người nữa ha. Chữ bay. Chữ heal. The ins. Effort and intelligence. Đức Phật tuyên bố rằng tất cả những gì Ngài chứng ngộ, đạt được, thành tựu rồi. Ở đây chúng ta có hai câu ha. Tuyên bố rằng rồi tất cả đạt được thành tựu thì hoàn toàn và hoàn toàn were completely taken hoàn toàn bởi do nỗ lực và sự trí tuệ của con người. Rồi, mọi người đều mang trong mình khả năng thành Phật nếu họ muốn và nỗ lực. Mọi người every man, mọi người has mang trong mình within himself the
tiềm năng. Potentiality, cái tiềm năng trở thành Phật. Potentiality, cái khả năng trở thành Phật. Of becoming the Buddha. Nếu họ muốn mà nỗ lực, if he wish and make efforts. Mỗi người đều có ở trong bản thân mình. Every man has within himself cái tiềm năng, cái khả năng trở thành Phật, trở thành vị Phật nếu ước muốn và nỗ lực. Này, Buddha, if he wish he and make efforts. Rồi, quyển qua bài số 2 không? Có bài số 2 hôm nay để thứ tư. Dạ thôi à. À thế thôi ha. Mới làm bài số 1 thôi gì đúng không? Nghỉ 10 ngày mới làm bài số 1 thôi không? Rồi vậy thôi. Để qua thứ tư sửa bài số 2 nha. Vâng. Quý vị viết lại nhé. Tự viết lại hay là cần sau khi sửa xong thì chuyển cho quý vị bài sửa, tự viết lại cho nhớ nha. Và tự xong mà chuyển xong bài sửa là không viết lại, tự viết lại cho nhớ. Rồi, rồi thế thì chúng ta hồi hướng thì ạ. Vâng. Idam me yati nam bhutu sukhita kuntu nyatayo. Idam me yati nam bhutu sukhita kuntu nyatayo. Idam me punyam asura khaya vaham bhutu. Idam me punyam anasa pachayo bhutu. Mamang kunyam pagam sabba sattanam dhima. Rồi, xin chào quý vị. Cái thứ tư gặp lại nhớ quý vị. Quý vị nhớ làm bài nhé. Dạ. Nhớ làm bài nhé. 10 ngày về mà mới làm bài 1 thôi đấy. Có cô làm hết 5 bài rồi cô. Nhưng mà tại cô về để cô nghỉ thôi. Dạ, em cảm ơn cô. Em chào cô. Chúc cô ngủ ngon. Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cô giữ gìn sức khỏe cô.